Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính nóng nhất ngày hôm nay. Bắt phó trưởng phòng quản lý giá của quản lý dược Bộ Y tế vì liên quan vụ Việt Á. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Kết quả điều tra xác định, quá trình Bộ Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, theo đề nghị của Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng quản lý giá, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, đã có hành vi lợi dụng vai trò là thư ký ông Nguyễn Thanh Long, thời kỳ làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, giới thiệu, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế. Trình, ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định của pháp luật. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huỳnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hành trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ra soát kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo, triệt để thu hồi cho nhà nước. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố khoảng 30 bị can ở vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trong số này, nhiều người là cán bộ cấp cao của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các địa phương hoặc lãnh đạo cấp vụ thuộc các bộ ngành. Theo Bộ Công an, sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19, Công ty Việt Á dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, các trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh sử dụng. Tiếp đó, Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá để quyết toán theo mức giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Thực tế, Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng một kit. Tính đến nay, công ty này đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Phan Quốc Việt đã bắt tay với các đối tác để nâng khống giá kit xét nghiệm khoảng 45%, qua đó thu về số tiền hơn 500 tỷ đồng. Đặc biệt, số tiền mà Công ty Việt Á chi hoa hồng cho các đối tác lên tới gần 800 tỷ đồng. Lý do cựu chủ tịch VAM bị xử phạt 11 năm tù. Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 5, sau một tuần xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 17 bị cáo trong vụ án liên quan đến loạt sai phạm xảy ra tại Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VAM, Công ty Vận tải Thương mại VAM Vetranco. 16 bị cáo cùng bị tuyên phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Trần Ngọc Hà, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, cựu tổng giám đốc VAM, bị tòa tuyên phạt 11 năm tù. Lâm Chí Quang, cựu tổng giám đốc VAM, 8 năm tù. Vũ Từ Công, cựu kế toán trưởng VAM, 6 năm tù. Đào Quốc Việt, cựu giám đốc Vetranco, 13 năm tù. Trần Quang Tiến, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, là 16 năm tù. 11 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù. Bị cáo duy nhất bị tuyên phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Nguyễn Văn Khôi, cựu trưởng ban kiểm soát, thành viên hội đồng thành viên VAM với mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Theo nội dung vụ án, VAM trực thuộc Bộ Công Thương do nhà nước sở hữu hơn 88% vốn. Vetranco là công ty con thuộc VAM do VAM sở hữu 51% vốn. Từ năm 2011 đến năm 2013, VAM bảo lãnh thanh toán ngân hàng trái quy định cho Vetranco vay tổng số tiền 193 tỷ đồng. Quá trình kinh doanh, Vetranco không thể tự trả tiền cho ngân hàng, dẫn tới VAM thiệt hại hơn 65 tỷ đồng. Ngoài ra, VAM còn chi tiền để đầu tư vào hai dự án sản xuất máy kéo hạng trung và phát triển sản phẩm ô tô tay lái bên phải để xuất khẩu sang Sri Lanka với tổng số tiền hơn 66 tỷ đồng. Do hai dự án này đều bị dừng triển khai giữa chừng, VAM không thể thu hồi, dẫn đến thiệt hại số tiền nêu trên. Đối với Vetranco, năm 2013, công ty này dùng vốn tự có, vốn vay ngân hàng hoặc vay từ VAM để lấy tiền cho vay trái quy định thông qua các hợp đồng mua bán hàng hóa khống. Do phía vay mất khả năng thanh toán, Vetranco bị thiệt hại hơn 182 tỷ đồng. Hành vi gây rối loạn thị trường,
Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo trong vụ án là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn quản lý kinh tế cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, gây rối loạn thị trường. Hành vi này cũng gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong dư luận nhân dân, đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh nhằm cải tạo, giáo dục để phòng ngừa tội phạm nói chung, nhất là tội phạm kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng xét xử nhấn mạnh, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng mức hình phạt nghiêm là cần thiết để trừng trị những cá nhân đi ngược lại lợi ích của nhà nước, nhân dân và xã hội. Vẫn theo bản án, các bị cáo trong vụ án thực hiện phạm tội với vai trò đồng phạm giản đơn. Trong đó, ông Trần Ngọc Hà với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên giai đoạn 2011-2014, Tổng Giám đốc giai đoạn 2015-2018 đã để cho cấp dưới tại VAM tham mưu trình và ký các chứng thư bảo lãnh vay cho Vetranco. Bị cáo cũng là người quyết định chi tiền cho hai dự án máy kéo hạng trung và ô tô tay lái nghịch để rồi cả hai bị dừng giữa chừng. Ba hành vi trên của ông Hà gây thiệt hại cho VAM hơn 127 tỷ đồng, trong đó bị cáo chịu trách nhiệm chính về thiệt hại liên quan đến hai dự án không mang lại hiệu quả. Hội đồng xét xử nhận định ông Hà cùng với một số bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc VAM và Vetranco nhiều lần thực hiện các hành vi vi phạm, chịu tình tiết tăng nặng, phạm tội từ hai lần trở lên. Quá trình điều tra và diễn biến tại phiên tòa, đa số bị cáo đều khai nhận hành vi đã thực hiện. Mặc dù một số bị cáo nhận thức và cho rằng mình không làm sai, nhưng hội đồng xét xử vẫn đánh giá các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải, được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Riêng cá nhân ông Hà, bị cáo được hội đồng xét xử ghi nhận việc gia đình đã tự nguyện nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Có nhân thân tốt, đạt nhiều thành tích trong quá trình công tác, người thân có công với đất nước. Vụ Việt Á ở Bạc Liêu, dù có công nhưng tư túi là xử ngay. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, trao đổi với báo chí, bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau thanh tra đột xuất công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở các cơ sở y tế trên địa bàn, thanh tra tỉnh có kiến nghị chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bạc Liêu và Sở Y tế Bạc Liêu sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật. Bà Nguyên cho biết, thanh tra tỉnh đã có văn bản chuyển các vụ việc đến công an. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp cận các hồ sơ tài liệu vì khá nhiều. Liên quan vụ việc này, thông tin với báo chí, mới đây ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khẳng định trong công tác phòng chống dịch, lúc khó khăn bỏ tiền ra làm là lo cho dân, chứ rút tiền của dân làm giàu cho cá nhân là không thể được. Ông Thiều nói, dù cho anh em có công trong công tác này, nhưng lợi dụng chính sách lấy tiền trong quá trình chống dịch là xử ngay, cho dù người đó là ai. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã chuyển các vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra, sai phạm tới đâu xử nghiêm tới đó theo quy định pháp luật. Như báo chí đã đưa tin, theo thông báo kết luận thanh tra của thanh tra tỉnh Bạc Liêu, có 3 gói thầu mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế liên quan đến công ty Việt Á do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bạc Liêu làm chủ đầu tư, có tổng giá trị hơn 23,7 tỷ đồng. Công tác lập trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bạc Liêu có dấu hiệu thiếu minh bạch, vi phạm các quy định trong khâu lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng, gây thiệt hại, lãng phí ngân sách nhà nước gần 9 tỷ đồng. Vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bạc Liêu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, vi phạm các quy định trong mua sắm, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Khoa xét nghiệm và phòng tài chính kế hoạch chưa làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất dẫn đến xảy ra các vi phạm. Sở Y tế Bạc Liêu làm chủ đầu tư 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Đối với 4 gói thầu này, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Tây Nam không tuân thủ các quy định về thẩm định giá, thiệt hại đến lợi ích của khách hàng là Sở Y tế, làm tăng giá trị của 8 mặt hàng, dẫn đến chủ đầu tư thực hiện mua sắm gây thiệt hại, thất thoát ngân sách nhà nước gần 823 triệu đồng. Sai phạm trên thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, trọng tâm là giám đốc, cấp phó phụ trách và các bộ phận cá nhân có liên quan. Công an Bình Dương bắt hàng loạt giám đốc công ty bất động sản vẽ dự án. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo công ty bất động sản về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Tường Hy Quân, có trụ sở chính tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lô Thị Loan, 43 tuổi, giám đốc và chồng là Lô Minh Sơn, 44 tuổi. Bước đầu, công an xác định có tới hơn 300 lô đất bị bán trái pháp luật cho hàng trăm người với tổng số tiền liên quan vụ án là trên 160 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, vào đầu năm 2018, công ty Tường Hy Quân lập dự án trên các thửa đất có tổng diện tích hơn 6,4 ha tại phường Tránh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và đặt tên là khu dân cư Tránh Phú Hòa.
Đáng chú ý, vào thời điểm trên, bà Loan và ông Sơn mới chỉ đặt cọc để nhận chuyển nhượng từ chủ đất. Công ty Tường Hy Quân khi đó chưa lập thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư khu dân cư. Khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, công ty Tường Hy Quân đã ký hợp đồng môi giới độc quyền để giao cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt môi giới gần 300 nền đất, giá trị hợp đồng là 129 tỷ đồng. Trên thực tế, công ty Đất Việt đã bán lô tới tổng số là 326 lô đất, vượt 26 lô, thu của khách hàng hơn 140 tỷ đồng và đã giao lại hơn 90 tỷ đồng cho công ty Tường Hy Quân tính tới hết năm 2019. Ngoài ra, công ty Đất Việt và công ty Tường Hy Quân còn ký bán 41 lô đất khác, tổng diện tích gần 3.500 m2 cho 19 khách hàng, thu về gần 27,5 tỷ đồng. 41 lô đất này được xác định là nằm ngoài quy hoạch 1/500 của dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Đối với công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền có trụ sở chính tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Công an tỉnh Bình Dương cũng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Trọng Giáp, 38 tuổi, là cổ đông của công ty. Đồng thời, công an cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, 54 tuổi, là người làm thuê cho công ty Phước Điền, và Ngô Thành Trung, 41 tuổi. Trước đó, tháng 11 năm 2021, ông Đặng Văn Truyền, giám đốc công ty Phước Điền, đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định với tư cách là cổ đông của công ty Phước Điền, Trần Trọng Giáp đã có hành vi giúp sức cho giám đốc Đặng Văn Truyền gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất tại dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án khu dân cư Hòa Lợi 1, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Hạnh chỉ là người làm thuê cho công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu đất, nhưng vẫn được lãnh đạo công ty này phong cho làm phó tổng giám đốc công ty rồi đứng tên ở mục chủ sở hữu trên hợp đồng nguyên tắc. Bà Hạnh ký tên chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư Hòa Lợi 2 cho 6 bị hại với số tiền hơn 3,17 tỷ đồng, nhưng chỉ là người đứng tên dùm, không trực tiếp hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền nói trên. Tương tự, ông Ngô Thành Trung không phải cổ đông của công ty Phước Điền, không phải chủ sở hữu đất, nhưng vẫn đứng tên trên hợp đồng nguyên tắc rồi ký chuyển nhượng đất tại dự án khu dân cư An Hòa Residence cho 10 bị hại, giúp sức cho Đặng Văn Truyền chiếm đoạt hơn 2,62 tỷ đồng. Ông Trung cũng không được hưởng lợi gì từ việc kinh doanh đất nền nói trên. Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu đã nhận được tố cáo của hàng trăm cá nhân và một số doanh nghiệp liên quan đến các vụ án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và kêu gọi các bị hại liên hệ với công an để được phối hợp giải quyết. Phương thức của các bị can này đều khá giống nhau là tự vẽ các dự án bất động sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa triển khai xây dựng, nhưng đã rầm rộ ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng. Sau nhiều năm đóng tiền, người dân không được nhận nhà đất như đã hứa và đòi lại tiền cũng không được nên đã làm đơn tố cáo. Thêm một cổ đông bị bắt tạm giam trong vụ bắt giam giám đốc công ty Phước Điền. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam bị can và khám xét nơi ở của Trần Trọng Giáp, sinh năm 1984, nơi thường trú tổ 4, khu phố Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trần Trọng Giáp là cổ đông công ty Phước Điền, có trụ sở chính tại địa chỉ phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1968, có hộ khẩu thường trú tại phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là người làm thuê cho công ty Phước Điền, và ông Ngô Thành Trung, sinh năm 1981, thường trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo tài liệu chứng cứ thu thập ban đầu của cơ quan điều tra, Trần Trọng Giáp là cổ đông công ty Phước Điền đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án khu dân cư Hòa Lợi 1. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Trần Trọng Giáp đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Truyền, giám đốc công ty Phước Điền chiếm đoạt của 11 bị hại mua đất nền thuộc dự án khu dân cư An Hòa Residence và dự án khu dân cư Hòa Lợi 1 với tổng số tiền hơn 3,46 tỷ đồng. Trần Trọng Giáp được chia lợi nhuận từ việc kinh doanh đất nền tại hai dự án nêu trên. Nguyễn Thị Hạnh là người làm thuê cho công ty Phước Điền và được Đặng Văn Truyền bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc công ty. Nguyễn Thị Hạnh không phải là chủ sở hữu thửa đất số 06, không được ông Hồ Mạnh Cương ủy quyền chuyển nhượng, ủy quyền môi giới thửa đất số 06. Tuy nhiên, bà Hạnh vẫn ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án khu dân cư Hòa Lợi 2 thông qua việc ký hợp đồng nêu trên. Nguyễn Thị Hạnh đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Truyền chiếm đoạt của 6 bị hại mua đất nền dự án khu dân cư Hòa Lợi 2 với tổng số tiền hơn 3,17 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hạnh không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên. Ngô Thành Trung không phải là cổ đông của công ty Phước Điền, không phải là chủ sở hữu thửa đất số 15 và không được bà Hồ Thị Thắm ủy quyền chuyển nhượng,
ủy quyền môi giới thửa đất số 15 và biết dự án khu dân cư An Hòa Residence không đủ điều kiện tách thửa. Nhưng Ngô Thành Trung vẫn đứng tên chủ sở hữu thửa đất số 15 để ký hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại dự án khu dân cư An Hòa Residence. Thông qua việc ký hợp đồng nêu trên, Ngô Thành Trung đã giúp sức cho bị can Đặng Văn Truyền chiếm đoạt của 10 bị hại mua đất nền của khu dân cư An Hòa Residence với tổng số tiền hơn 2,62 tỷ đồng. Ngô Thành Trung không được hưởng lợi từ việc kinh doanh đất nền của dự án nêu trên. Hành vi của Trần Trọng Giáp, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thành Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 5 tháng 11 năm 2021, ông Đặng Văn Truyền, sinh năm 1983, ngụ khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.